Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Ui, siêu mắc lỗ. Mấy đầu thì 44 rồi. Bao nhiêu? 44. 44 á. Năm mươi đi chứ. Hả? Dạ ừ, 50 đi. 50 hay là 6 là tròn? 50 50.
Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình xin tiếp tô màu nha các bạn. Anh đi giờ đây này. Xe có đi được kìa, nó xử lý. À, còn lâu đẹp quá. Vai, lâu mới à? Lâu đẹp, đẹp. Vũ khúc miêu ảnh nào đây? À, lại gặp xử lý mà, con cua này xử lý. Thằng nào đi với anh này? Ô, thằng nào nó sao nó về tí đi rồi nhanh. Mày mà đây em cái này đây, tao đây này. Cái gì đây? Có cái gì đây? À, tí đèn đó, có kia để bật đấy. Ôi xe không biết, anh ta đi. Anh sao đi rừng mà? Đây. Mày đi rừng mà... Ờ nhỉ? Ờ nhỉ? Cái thử không nhỉ? Đào. Mày ăn rồi, bố mày ăn rồi. Mày ngu rồi, đi đi chỗ cái này. À. Em xuống tốt này. Về quán ta đã làm nghe một mùa xanh rồi. Cháu. À, hai AD à? Trong này nó hai AD á. Chết rồi. Mẹ bắt thêm bạn, bắt thêm tao. Đi đâu? Bột nghe thông... Cái mùa xanh mình muốn sang này. Về. Lùi gái, lùi gái. Mày ngu chưa? À. Trời ơi, địt mẹ. Ơ, thằng Na. Mẹ thằng Na cua này, mẹ nó bắt người kè. Địt anh. Đây. Dạ thằng này, anh con là... Địt mẹ anh. Con lau thì mẹ nó... Dạ thằng này đi cùng. Mày chết. Thằng Na nó dòng nó rồi. Sao không đi? Mày chưa có gì đấy? Đi do quá. Người ba lại cay ép cho. Nhìn dành dành cái dành dành cái ép thôi. Đố cái ép. Ôi đi đây đi đây đi đây, ôi trời đi đây. Ôi trời ơi. Vừa xanh nó rồi à? Con này chạy được cho tiền nha. Ơ vẫn chạy được kiểu của mình, đố mẹ. Đấy em xui này kìa. Chạy được cho tiền. Mà chạy. Em bụi đấy, em bụi. Nó công ty nó có. Cái tình mình nó vẫn chạy được kìa. Công ty mà. Làm con cây xe đi. Mày bắt chán thì mày nghe chứ khóc này. Lấy mày. Sao mày đầu tiên cũng sẽ đi.